Tôi sống ở một thành phố cổ, chỉ cần tùy tiện đạp chân xuống sẽ có dẫn đến vô số câu chuyện dưới lòng đất. Con dấu của anh đây rất tốt, chờ chút. Tạm biệt, tạm biệt. Tôi là một thợ điêu khắc, tôi thường thu thập con dấu của các triều đại. Nếu để tôi chọn một triều đại để xuyên không, vậy nhất định tôi sẽ chọn thời Đường. Người tôi muốn gặp nhất không phải là Lý Thế Dân, mà là con gái của ông ta, công chúa Cao Dương. Nàng ấy dám yêu, dám hận. Bên cạnh còn có 6 người thị nữ can trường nghĩa hiệp tác thành cho tình yêu của nàng. Thành phố cổ này rất náo nhiệt, nhưng náo nhiệt này không liên quan đến tôi. Tôi mắc chứng sợ không gian khép kín và chứng ngại giao tiếp. Ở những nơi khép kín tối tăm sẽ cảm thấy không được thoải mái. Bác sĩ nói đây là chứng sợ không gian khép kín. Trong thành phố cổ chỉ có 2 người có liên quan đến tôi. Một người là bố tôi, Cố Đức Hiên. Một người là bạn từ bé của tôi, Tạ Xuân An. Lúc thi đại học, hai chúng tôi đều ghi danh vào khoa khảo cổ. Kết quả bố tôi đã xé giấy đăng ký nguyện vọng của tôi, ép tôi phải đổi học chuyên ngành khác. Tạ Xuân An thi đậu đại học Bắc Kinh, nghe nói còn tổ chức đoàn thám hiểm. Đây sẽ là một chuyến xuyên không trở về 1.400 năm trước. Người này chính là Tạ Xuân An, còn kích thích hơn săn bắn ở châu Phi vạn lần. Hơn nữa sẽ trở thành vinh quang của hai chúng ta, sẽ được ghi danh vào sử sách thám hiểm. Bây giờ chúng ta đang sáng tạo nên thời cơ ấy là một chuyến phiêu lưu cực kỳ mạo hiểm, vượt thời gian quay về thời nhà Đường. Chúng ta là những nhà thám hiểm, không phải là trộm mộ. Nhà tài trợ Khưu Đại Vũ. Xuân An, bỏ ra. Sao cậu quay lại thế? Sao vậy? Mình quay lại cậu không vui à? Không chào đón chứ gì? Cậu làm phản chứ gì? Không hoan nghênh mình sao? Cậu ấy nói với tôi, đoàn thám hiểm của cậu ấy sẽ tổ chức một chuyến thám hiểm xuyên không về thời Đường. Nhưng điều quan trọng nhất của việc này là phải tìm được một nhà đầu tư. Điều khiến tôi háo hức chính là rất có thể ngôi mộ cổ này có liên quan đến công chúa Cao Dương. Tôi có nên đi hay không đây? Phải đi thôi. Giả Nhĩ ở kế bên rất nghiêm túc nói với tôi, muốn trị khỏi bệnh của tôi rất đơn giản, chính là xuống ở mấy huyệt mộ dưới đất đi dạo vài vòng. Cậu ấy nói đó gọi là lấy độc trị độc. Có lúc tôi nghĩ, nếu lúc đầu bố tôi không phản đối tôi học khảo cổ, có lẽ bây giờ tôi cũng đã học đại học, cũng có bạn gái. Tuy trong sách nói tình yêu là một loại thuốc gây mê, nó chỉ gây tác dụng phụ cho não của bạn. Nói thật, tôi thật sự muốn cảm nhận thử loại tác dụng phụ này. Ngày mai đóng tiền điện nước đi. Vâng ạ. Ở đâu ra thế? Chợ Tây Đại Đường. Không phải đồ cổ gì mà để làm con dấu. Giữ lại đi. Ngự dược là chức vị trong hoàng cung. Sau đời Đường không còn nữa. Nông dân Yên Qing Bảo và huynh đệ ba người tại Ba Xu Thủy Câu Sử. Hay là con đến chợ Tây Đại Đường lần nữa, bố giúp con xem đồ. Đừng có mà nghĩ đến. Lo khắc chữ của con đi. Mang rác dứt đi. Không phải anh nói với em rồi sao? Em đi không tiện. Anh đi thám hiểm mà. Thám hiểm, em biết không? Không sao. Đây là Cố Diệp, anh thường nhắc với em. Thứ mình cần đã mang đến chưa? Xin trịnh trọng giới thiệu nhé. Đây là ông chủ Khưu, Nhậm Doanh Doanh, thành viên đội thám hiểm. Đây là đàn em của tôi, Tiền Ất. Không phải anh nói là em đi không tiện hay sao? Phàm là chuyện mà anh tiện thì em nhất định phải tham gia. Đây là Nana, bạn gái của tôi. Đi thôi.
Sao lúc nãy cậu không giới thiệu mình? Không cần. Các cậu đi thám hiểm mộ, mang thứ này theo để làm gì? Vội cái gì, lát nữa sẽ biết thôi. Trang bị đã được chuẩn bị cả rồi, chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Được rồi, đây, cảm ơn. Họp nhanh nào. Cuộc thám hiểm sắp sửa bắt đầu rồi, thời gian là 2 tiếng. Tôi xin nhấn mạnh vài nguyên tắc. Một, mang bao nhiêu đồ đi vào thì mang bấy nhiêu ấy đi ra. Không được ít cũng không được nhiều. Đây là hoạt động thực tiễn quan trọng của đoàn thám hiểm năm nay. Với mục đích là để khám phá những điều chưa biết, tuyệt đối không phải là đi trộm mộ. Phải cố hết sức giảm thiểu ảnh hưởng lên mục tiêu. Thứ hai, chú ý an toàn, tự lo cho mình. Đặc biệt là thám hiểm mộ cổ sẽ phải đối mặt với côn trùng nguy hiểm. Côn trùng, rắn rết, bệnh dịch đều có khả năng tồn tại. Ngoài trang bị đầy đủ, thái độ nghiêm túc cẩn thận. Còn phải chuẩn bị tâm lý một đi không trở về, bởi vì chúng ta thích thám hiểm. Được chết trong lúc thám hiểm là điều hạnh phúc. Được rồi, bắt đầu nào. Tôi xuống trước, mang đồ xuống theo tôi. Cố Diệp, nhanh lên, đến đây, đến đây. Anh đừng động đậy. Anh đã bao giờ dùng thiết bị bảo hộ này chưa? Chưa. Ôm chặt tôi. Ôm chặt. Cảm ơn. Lúc nãy không kịp nói với cô. Không cần khách sáo. Tôi chỉ không muốn có người làm vướng bận liên lụy đến mọi người. Theo họ thôi. Phía trước sao vậy? Sao không đi tiếp? Không biết nữa. Tôi và Xuân An là bạn bè cùng lớn lên từ nhỏ, là bạn rất tốt với nhau. Hai người quen nhau khi nào thế? Liên quan gì đến anh? Tùy tiện hỏi vậy thôi. Nước ở đâu ra thế này? Dậy đi. Chúng ta phải quay lại. Tại sao? Kẹt rồi, cái xẻng ở chỗ Trung Dương. Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
Mua thịt bò hay thịt dê? Mua thịt thì mua của tôi này. Tên này bị điên. Điên cái mốc khỉ. Ông mới điên, ông điên đấy. Anh xem, thịt của tôi đều là tươi cả đấy. Còn sống, bò còn sống, dê cũng còn sống, thú trấn mộ cũng còn sống. Anh mau chạy đi, có thú trấn mộ thật đấy, mau chạy đi. Anh mau chạy đi, thú trấn mộ còn sống. Sao lại như vậy chứ? Người ở phía trước đâu hết rồi? Xuân An đâu? Cậu lôi anh ta qua một bên đi. Tôi, anh không kéo anh ta qua thì sao chúng ta qua được? Cười cái nào? Đây là... Tè ra quần rồi phải không? Là mình mất mặt quá. Các cậu sao có thể làm vậy chứ? Là truyền thống của đoàn thám hiểm chúng mình hoan nghênh người mới gia nhập. Đừng có trừng mắt chứ. Nể mặt cậu lắm mới chơi trò này với cậu đấy. Thật sao? Có rắc rối. Lối ra bị chặn rồi. Bị chặn rồi. Để tôi đi xem. Bị nghiêm trọng không? Phải dùng xẻng đào mới được. Còn phải đề phòng vật bên trên rơi xuống. Cố nghiệp, sợ mất hết cả hồn vía rồi chưa? Đi tiếp với bọn mình hay là đến lối ra đào hố? Giận rồi à? Phí tài trợ của ông chủ khu là tính trên đầu người đấy. Cậu muốn gia nhập thì phải đủ tư cách. Bị chặn hết rồi. Các người làm thế nào để cái cột ngã xuống vậy? Là cái cột ngã xuống sao? Di cáp được cố định ở cây cột. Lèo là do các cậu dựng mà không thể nào bị ngã được. Hay là đào cái hố trước đã? Đương nhiên rồi. Không cần, chỉ là mấy cái thùng thôi. Có thể nghiêm trọng cỡ nào chứ? Hay là thế này, giơ tay biểu quyết. Đồng ý đi đào lối ra thì giơ tay. Không cần biểu quyết, tôi là trưởng đoàn, tôi quyết định tiếp tục đi tiếp. Theo tôi này. Tay tôi đang đổ mồ hôi, chân đang run. Việc mộ dưới lòng đất mà tôi từng tưởng tượng, sao lại như thế này? Hình như tôi nhìn thấy một bản đồ rất phức tạp. Rốt cuộc là đã nhìn thấy ở đâu chứ? Tôi nhớ ra rồi. Đúng vậy, chính là quyển sổ trên gác mái. Nhưng mà sao lại trùng hợp như vậy chứ? Xuân An, cái này nhất ở đâu? Đưa cho tiền ớt. Thống nhất một người thu rác. Sao lại là tôi chứ? Sao có người? Chậm thôi. Sao vậy? Cố Diệp, như vậy không vui đâu.
Chỉ đùa với cậu thôi mà, có người thật mà. Nếu cậu không muốn đi nữa thì tự về đi, đưa cái xẻng cho cậu ấy. Đây. Lại đây xem đi. Lại đây. Đừng rối, bình tĩnh lại hết đi. Tự mình hù mình. Đáng sợ quá, các người có nhìn thấy không? Hay là chúng ta quay lại đi? Có thể đó là ngón tay để lại bóng. Khả năng gì cũng có thể có. Cố Diệp, cậu đừng có hoảng loạn như vậy. Ở đây chẳng có gì cả. Thật mà, im đi. Đã xuống đây được nửa tiếng rồi, đến cái bóng của cổ mộ cũng chưa được thấy. Nếu còn không nhanh lên thì xem như uổng công đến đây. Lối vào cổ mộ chỉ gần đây thôi. Tôi dẫn các người đi hay là các người dẫn tôi đi? Tìm thấy rồi. Mộ công chúa thật sự tuyệt quá đi. Vào đi. Không thể vào được, đã xuống đây quá lâu rồi. Rất dễ xảy ra nguy hiểm. Không sao, nhìn một chút sẽ đi ra. Em thích công chúa Cao Dương như vậy. Không vào xem mà quay về thì tiếc quá. Xuân An, anh phí nhiều công sức như vậy. Thật sự là vì muốn em được vui sao? Đương nhiên, còn có thể gì cái gì chứ. Nào. Chậm thôi. Làm gì vậy? Đó là gì vậy? Thú trấn mộ. Thú trấn mộ. Một thú trấn mộ thông thường sẽ không to như vậy. Vậy càng chứng minh đây là công chúa Cao Dương. Nghe nói phò mã đã hậu tán công chúa vô cùng long trọng. Thú trấn mộ to một chút cũng là dễ hiểu mà. Đừng động. Không được động vào. Đừng có chụp lung tung. Đừng nhúc nhích. Đây là ma trơi, không làm hại người đâu. Đợi nó hết ánh sáng sẽ tự biến mất thôi. Tuyệt đối đừng chọc giận nó. Sao bên trong thú trấn mộ lại có người chứ? Tuẩn tán. Nếu đây thật sự là mộ của công chúa Cao Dương, đây có thể là thị nữ của nàng ấy. Phải có 6 người mới đúng. Sao anh biết chứ? Trên sách nói, khi công chúa Cao Dương mất, có 6 thị nữ tự nguyện tuẩn tán. Đừng động vào, cháy da sợ là có độc. Truyền thuyết nói ma trời chuyên thiêu đốt linh hồn. Có nghĩa là nói nếu thời gian bị đốt lâu, có thể sẽ bị biến thành kẻ đần. Toàn nói dớ dẫn. Mọi người tin cậu ta thật sao? Chưa nhìn thấy ma trơi hay là chưa từng thấy đom đóm? Ma trơi gặp gió sẽ tự tắt. Học trung học đã có vậy rồi. Mình chỉ nói chơi thôi. Vậy trên người nó khắc chữ gì thế? Trung Dương. Tôi không nhìn rõ. Tôi có chụp hình. Tham vọng dục. Vậy là có nghĩa gì chứ? Hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi. Được rồi, tiếp tục đi thôi. Đồ tốt chắc là đang ở phía trước. Vậy mấy châu báu đó, đừng phá nữa. Đi, đi thôi.
Đi thôi. Tôi đã xem rồi, ở đây có hai ngã. Chúng ta phải chọn một ngã. Chia nhau ra tìm, chia làm hai nhóm. Không được, ở nơi lạ mà chia nhau ra hành động là đại kỵ, rất nguy hiểm. Hơn nữa, thời gian không còn đủ nữa. Chúng ta nên quay về. Chính vì không còn thời gian nên mới chia nhau ra tìm. Nếu không, đến bao giờ mới tìm được mộ cổ? Doanh Doanh nói rất đúng, xuất phát từ lo nghĩ về an toàn. Nhưng nếu quay lại như vậy, đừng nói lòng chủ khu không đồng ý, người khác cũng sẽ cười chê đội thám hiểm chúng ta. Hay là chúng ta đi tiếp xem sao? Nana, chúng ta đi. Trung Dương, anh là phó trưởng đoàn, anh nói gì đi. Tôi có thể nói được gì, cậu ta là trưởng đoàn mà. Nana, sao không đi theo anh? Ở đây có rất nhiều ngã rẽ. Anh đang gửi tin nhắn, lát nữa sẽ không còn tín hiệu nữa. Anh Khưu. Anh Khưu. Anh Khưu. Nana, các người có nhìn thấy Nana không? Bay đi. Đừng nhúc nhích. Cẩn thận một chút. Xuống đây. Lại đây, lại đây. Bay đi, bay đi. Xuống đây. Dậy đi, dậy đi. Nói. Có phải gần đây anh đã xuống mộ không? Là mộ nào? Anh đã nhìn thấy cái gì? Anh nói thú trấn mộ rốt cuộc có nghĩa là gì? Anh thấy nó còn sống ư? Nó ở đâu? Nói tôi biết, anh thấy nó còn sống sao? Thú trấn mộ còn sống. Thú trấn mộ còn sống. Cậu phải cứu em trai tôi, phải cứu em trai tôi. Cứu em trai tôi. Cứu mạng. Tôi đang ở đây. Hình như là tiếng kêu cứu. Cậu cũng điên rồi à? Đó đâu phải giọng của cô Bào. Không gian trong cổ mộ khép kín, âm thanh truyền qua các bức tường và dội lại. Có thể sẽ có chút thay đổi. Có thể cô ấy đã bị vật gì đó đè lại, cho nên âm thanh nghe mới sai lệch như vậy. Không gian khép kín trong cổ mộ có thể khiến người ta mất đi cảm giác về phương hướng và khoảng cách. Cứu mạng. Sao vậy? Tìm cô Bào. Tìm cô Bào. Tiền ớt, đừng cử động. Cô Bào đang ở phía dưới. Nana, đừng nhúc nhích. Đây là cơ quan 7, không thể đụng vào. Ở đây có 3 tấm gỗ đang vào nhau. Ở dưới có thêm trọng lượng. Chỉ cần cái bẫy mở ra, tấm gỗ sẽ trở lại ban đầu. Làm sao cậu biết? Tôi từng xem tài liệu về một ngôi mộ cổ ở Sơn Đông. Chỉ có một cách, phải có người nhảy lên mở cái bẫy ra, sau đó xuống cứu người. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Vậy người đó sẽ rơi xuống đó rồi. Cột dây bảo hộ vào người. Nói hay lắm. Ai dám xuống dưới?
Cách là do cậu nghĩ ra hay là cậu xuống sẽ hợp hơn? Tôi không làm được. Làm ơn đi, tôi cho cậu tiền, bao nhiêu tiền cũng được. Tay của Xuân An và Trung Dương là khỏe nhất, họ trên tiếp ứng chắc là không có vấn đề gì đâu. Yên tâm đi, mình và Trung Dương nhất định sẽ không buông tay. Cho dù cậu có rơi xuống cũng sẽ kéo cậu lên. Vậy được, tôi xuống. Làm ơn nhé. Đúng rồi, hay là cậu đưa chuỗi kim cương cho tôi đi, nhỡ như rơi xuống đó. Giữ giúp tôi. Đợi tôi nhảy xuống, các người bắt lấy tiền ớt, sau đó cứu người, nhất định phải giữ tấm bảng, không được để nó đóng trở lại. Cẩn thận, chậm thôi. Không sao chứ? Không sao, chân của tôi. Dặn cái đó lại. Dặn cái đó, được, được. Được, mình kéo lên đấy. Nào, dùng sức nào, dùng sức. Chậm thôi, nào. Chậm thôi. Được rồi, cẩn thận. Cố Diệp bắt lấy. Chờ đã. Khổ nhục thân, trọng lượng của thân xác là khởi đầu tu luyện của Phật Đồ. Cực khổ của thân xác là khởi nguồn giác ngộ của Phật Đồ. Tôi liên tục ở lại thư viện nhiều ngày, cuối cùng cũng làm rõ sự việc của bố tôi. Hóa ra cách đây từ rất lâu, ông ấy là một nhà khảo cổ học. Nhất định ông ấy rất quan tâm đến thân phận này. Tôi có thể nhìn thấy ông ấy còn lưu luyến nó. Tôi đã không còn nhỏ nữa, đã đến lúc nên gánh vác chút chuyện trong nhà rồi. Đây là nữ quan của công chúa Cao Dương à? Sao cô biết? Sao tôi biết ư? Vì tôi thích công chúa Cao Dương nên Xuân An mới tổ chức cuộc thám hiểm này. Cậu ấy tốt với cô thật. Nếu tôi có bạn gái, tôi cũng sẽ đối tốt với cô ấy. Sao tôi thấy có chút chóng mặt? Không đúng. Kim Chỉ Nam, có tư trường, không cần nữa. Họp nhanh đi. Cuộc thám hiểm này xem như cũng đã vào đến cổ mộ rồi. Bây giờ đối mặt với nguy hiểm thật sự. Mọi người hãy suy nghĩ thật kỹ. Muốn rút lui không mất mặt đã đến đây rồi. Sao có thể nửa đường dừng lại? Không phải muốn thêm tiền sao? Bao nhiêu tôi trả. Đây không phải là vấn đề tiền bạc. Đã xuống đây hơn một tiếng rồi, nên suy nghĩ gì gì quay lại. Pin và lương thực đều sắp không đủ dùng. Hay là thế này, chúng ta về trước đã. Hôm nay chúng ta sẽ cắm trại bên ngoài, đợi sau khi sạc đầy pin, sáng sớm ngày mai lại xuất phát có được không? Đoàn thám hiểm cái khỉ mốc, đoàn thám hiểm lâu năm mư, đã đến đây rồi mà lại không dám vào. Nếu các người không cùng tôi vào, vậy thì tiền tài trợ hãy quên nó đi. Chúng ta đi. Xuân An, nếu tôi là trưởng đoàn, sẽ không cho phép người khác nói đội thám hiểm như vậy. Vậy đi. Các cậu tiếp tục đi, tôi quay lại lấy ít trang bị và lương thực, sau đó tìm các người. Ở đây tôi là người thích hợp nhất. Vậy để tiền ớt đi cùng cậu, cùng nhau mang trang bị vào đây. Không cần đâu. Đừng quên là kinh nghiệm thám hiểm của tôi nhiều hơn cậu. Cậu dẫn họ đi là được rồi. Tiền ớt phải làm phiền cô đuổi theo Trung Dương, bảo cậu ta nếu gặp phải ngã rẽ, cứ rẽ hướng trái hết. Đồng thời giám sát cậu ta, đừng để cậu ta phạm luật.
Đi đi. Anh làm gì vậy? Không có gì. Mong là anh đoán sai. Trung Dương. Trung Dương. Trung Dương. Đàn anh, cứu tôi. Sao cô lại đến đây? Anh không được lấy. Có phải cậu ta bảo cô giám sát tôi không? Không phải. Họ bảo tôi và anh cùng nhau đi lấy pin. Nhưng anh đang làm gì vậy? Chuyện của tôi cô đừng quản. Nhưng mà Tiền Ất, đừng nói tôi không quan tâm cô. Tìm bạn gái không cần tiền sao? Sau này tốt nghiệp đi tìm gì có chỗ nào mà không cần đến tiền chứ? Đều ở đây. Tôi không cần. Tôi đến để thám hiểm. Tôi không đến để trộm mộ. Vậy cút đi. Anh cũng không được lấy. Nếu anh lấy, tôi sẽ nói chuyện này cho họ biết. Cô ngốc đấy à? Anh đánh tôi, tôi sẽ đi nói với trưởng đoàn. Cô dọa ai chứ? Đã trộm đồ còn đánh người khác. Không có giáo dục, không có nhân cách. Chuyện gì vậy? Ai đã mở cơ quan ra vậy? Nana xém chút nữa là chết ở nơi này. Tại sao chứ? Tại sao chứ? Anh đang làm gì vậy? Tôi để lại tiền mua đường làm ký hiệu, tránh lạc đường. Việc này cũng tin sao? Xem như một loại ám hiệu tâm lý. Ám hiệu tất cả đều sẽ thuận lợi. Sau đó mới có tự tin. Nhưng mà Xuân An luôn nói với tôi, nếu tôi có tự tin càng dễ mắc sai lầm. Anh ấy chỉ nói bậy thôi. Anh đừng việc gì cũng nghe nấy. Nói gì đó. Còn không mau đi thôi.
Trên tường cũng có hình vẽ thú trấn mộ. Điều này không có viết. Ở đâu không có viết? Nhật ký của bố tôi. Được rồi, đừng bóc phét nữa. Mau đi thôi. Mình nói thật đấy. Tổng cộng có 6 con. Cậu chạm lung tung vào cái gì vậy? Làm hỏng văn vật rồi. Đừng. Tránh ra. Phía này này. Phía này. Xuân An, Xuân An, Xuân An, mau đi cứu người đi, không kịp rồi Xuân An, mình đến cứu cậu. Bị chặn rồi, chỉ dựa vào mấy người chúng ta, không kéo người ra được đâu. Tôi đi gọi người, nói thế nào, nói chúng ta bị kẹt người đi trộm mộ sao? Tôi sẽ không liên lụy các người đi đi, dựa vào cái gì chứ? Mộ do tôi phát hiện ra, không thể nhường cho người khác. Xuân An, cát này có chỗ ra. Đưa dây thừng cho tôi, nhanh lên. Dây thừng đâu? Ông cúi xuống đi, tôi sẽ dẫm lên người ông bò lên. Cái gì? Để tôi không sợ. Xuân An, cậu cố chịu đựng nhé. Nhanh lên. Xuân An, Xuân An, dây thừng nhanh lên, bắt lấy, kéo chúng tôi ra. Kéo đi, dùng sức nữa đi, dùng sức. Xuân An, Xuân An, đây mới chính là cửa mộ, cuối cùng cũng tìm được rồi. Mau đi thôi. Xuân An, chúng ta không thể đi tiếp được đâu, lúc nãy xém chút nữa là xảy ra chuyện. Đến được đây là em đã mãn nguyện lắm rồi. Em cũng biết là anh có can đảm, có năng lực. Đến đây thôi anh. Không được. Chỉ cần đi qua cánh cửa đó, đoàn thám hiểm của chúng ta sẽ nổi tiếng. Cuộc thám hiểm kết thúc. Xuân An, chúng ta quay về thôi. Súng hơi. Ở cự ly này cũng có thể bắn chết cậu. Có tin không? Ông làm gì vậy? Tôi nói rồi, vào đó. Ông làm gì vậy chứ? Lấy cái thứ này dọa người khác, ông đóng phim sao? Không có ai bị thương chứ? Thú trấn mộ, hút máu của người sống và năm loại súc sinh bò, dê, lợn, gà, chó tạo thành. Thân dài 7 thước, 1 sừng, 2 móng vuốt, 2 cánh, tóc cứng như gươm. Rốt cuộc thì thứ này là gì? Cậu lại muốn hù tôi ư? Thú trấn mộ sống lại. Thú trấn mộ sống lại. Im đi. Không được tự hù dọa mình. Ông chủ khu, rốt cuộc là các người có âm mưu gì? Hôm nay không nói rõ, đừng ai mong được sống tốt. Ông bình tĩnh lại đi. Chúng tôi làm gì có âm mưu gì chứ? Tôi chỉ muốn ông tài trợ cho đoàn thám hiểm chúng tôi. Tại sao lại đưa cậu ta đi cùng? Cậu mau giải thích với ông chủ khu chuyện là như thế nào đi. Sao cậu lại biết nhiều như vậy? Là bố tôi giết. Đừng nói bậy. Bố cậu chỉ là người bán hàng rong thôi. Trước đây bố tôi có viết nhật ký, sau đó đã đốt nó rồi. Tôi có lấy trộm vài quyển. Những thứ mà tôi biết
đều là xem từ những nhật ký đó. Còn nữa, chuyện cát đổ xuống là như thế nào? Ai muốn hại chết chúng tôi? Rốt cuộc những chuyện này là thế nào? Doanh Doanh! Cô bị thương rồi à? Hình như bị thứ gì đó dẫm lên. Bị trật xương rồi, phải kẹp cố định lại mới được. Đưa túi cứu hộ cho tôi. Họ đi hết rồi sao? Cô đừng nghĩ nhiều nữa. Xuân An, chắc chắn là Xuân An không biết cô bị ngã, còn tưởng là nắm tay cô chạy. Khi còn nhỏ, hai chúng tôi bị chó rượt, cậu ấy nắm tay con gái nhà người ta chạy, tưởng đó là tôi, chạy nhanh lắm. Anh làm gì vậy? Khi còn nhỏ, tôi từng bị trật chân, nên có biết một chút. Những gì anh biết thật sự không ít, cố chịu một chút. Chúng ta ra ngoài thế nào đây? Còn có thể ra ngoài được không? Chắc chắn trên đó có lối ra. Nghỉ chút đã, sau đó chúng ta sẽ trèo qua. Tay của cô không sao chứ? Không sao, còn chịu được. Nana cầm lấy. Ông mà đập cửa này sẽ sập đấy. Đây là cách để họ phòng trộm. Mộ này do nhà cậu xây sao? Trong ba lô của tôi có dây thừng. Dẫm lên dây mình trèo qua đi. Nào. Bắt lấy. Ngõ cụt. Không được, phải quay lại. Lối này. Doanh Doanh. Doanh Doanh. Doanh Doanh. Ông chủ Khâu đâu? Túi của anh ấy vẫn còn ở chỗ tôi, chắc là ở phía sau. Đường này là ngõ cụt, phải quay lại thôi. Cái lỗ này, để tôi đi xem. Chắc chắn đây là lối thoát. Tôi lên đó xem sao.
Nào, tôi kéo cô lên. Sao rồi? Tay cô có sao không? Chuyện là như thế nào? Ai đã mở cơ quan ra? Lúc nãy cô có nhìn thấy những chữ đó không? Chữ thứ nhất là thú trấn mộ, thứ hai là tham vọng dục. Trong cái bẫy cũng có, gần đó cũng có chữ là khổ nhục thân. Tôi đã từng thấy những chữ này. Bố tôi đã từng viết nháy theo chữ trên bia, là tâm kinh cảm ngộ Phật pháp của Đường Huyền Tăng thời Đường. Chắc chắn là do học trò của máy Hòa Thượng Biện Cơ viết. Hòa Thượng Biện Cơ chính là Hòa Thượng Biện Cơ được đồn là có tư tình với công chúa Cao Dương, khổ nhục thân, tham vọng dục, còn có đố kỵ, hận thù, yêu biệt ly, oán hận, căm ghét, cậu bất đạt. Cẩn thận, đi lối này. Làm sao đây? Bò cạp sợ lửa, dùng lửa đốt chúng đi. Nhiều quá. Không ổn rồi, mau đốt chúng đi, nhanh lên. Không ổn rồi, mau đốt chúng đi. Cô choàng lên đi. Lại là một thú trấn giữ bị dở nữa. Lại là một thị nữ. Xin lỗi, xin lỗi. Đừng khóc nữa. Có thể sống sót là may lắm rồi. Chúng ta phải làm sao đây? Có khi nào anh Khu bị con quái vật đó ăn thịt rồi không? Cầm lấy đi. Có cứu người cũng phải ra ngoài trước đã. Nhưng còn kịp không? Chúng ta tìm đúng rồi, chính là ở đây. Cái gì? Đây chính là mộ của công chúa Cao Dương. Hòa Thượng Điện Cơ bị trảm đầu, phò mã sợ ông ta có phép thuật nên đã chọn hành hình vào ban đêm. Nhưng bức họa này không giống với phong cách của họa sư hoàng gia. Vậy là do Hòa Thượng Điện Cơ tự vẽ sao? Không thể nào. Trước khi ngôi mộ này được xây xong, Hòa Thượng Điện Cơ đã chết rồi. Giả lại ông ta tự vẽ mình bị hành hình, không phải rất mất mặt sao? Giải thích rất hợp lý. Là một cao tăng, nếu ông ta cho rằng mình bị hàm oan, ông ta nhất định sẽ vẽ lại chân tướng cho người sau xem, để lịch sử trả lại sự trong sạch cho mình.
Lại là Hòa Thượng Biện Cơ. Nhất định là Cao Dương công chúa rất cô đơn. Sao cô biết được? Tuy là bên cạnh nàng ấy có rất nhiều thị nữ, nhưng tôi lại cảm thấy nàng ấy rất cô đơn. Người vẽ bức họa này nhất định là rất hiểu nàng. Khi nàng nghe Hòa Thượng Biện Cơ giảng kinh, chắc chắn trong lòng rất hạnh phúc. Chỉ khi người cô đơn gặp phải tình yêu mới làm ra được những chuyện kinh thiên động địa như vậy. Cô có ngửi thấy mùi máu tanh không? Có khi nào chúng ta sẽ chết ở đây không? Nếu đã có người từng đến đây thì nhất định là có lối thoát. Tôi bò không nổi nữa rồi. Tôi có cách. Nào, từ từ thôi. Đi thôi. Âm thanh gì vậy? Doanh Doanh, Tiền Ất, cuối cùng cũng tìm được các người rồi. Bỏ người ta một mình không lo. Có tin là hoàng thượng biết được? Cậu làm gì vậy? Không cứu được cô ấy đâu. Tôi xém chết một lần rồi, tôi không đi đâu. Cậu làm gì vậy? Những thứ không gặp người đều sợ ánh sáng. Tôi đang hỏi cậu muốn làm gì. Cứu cô ấy, chúng ta không thể trơ mắt ra nhìn được. Cậu muốn chết cũng đừng liên lụy bọn mình. Tôi cũng phải đi. Em, nguyên tắc của đoàn thám hiểm tuyệt đối không bỏ rơi đồng đội. Điều này là anh nói với em. Cô sợ không? Còn anh? Có một chút. Cô không sợ sao? Có đồng đội thì tôi không sợ. Cẩn thận. Là tôi. Nó chạy về phía kia rồi.
Tiền ớt, cô không sao chứ? Tôi bị trật chân rồi. Lúc nãy tôi đi tìm Trung Dương, nhìn thấy anh ta trộm vàng. Tôi khuyên anh ta không nghe, tôi muốn quay lại tìm các người, nhưng tôi lại lạc đường. Giống như gặp phải ma vậy. Thứ đó ở bên kia. Cậu làm gì vậy? Không thể chờ chết được. Đại Vũ, Đại Vũ. Tạ Xuân An, trợ lý của cậu không đơn giản nhỉ? Cái gì? Dễ cũng chính xác chứ. Gậy kim cương. Từ bé đến lớn, bố tôi ép tôi vẽ cái này, vẽ không biết bao nhiêu lần, còn nhiều hơn là viết tên của mình. Vậy nên khi cậu cầm tấm hình của nó đến tìm tôi, cậu có biết lúc đó tôi đã ngạc nhiên thế nào không? Xém chút là tôi tè ra quần. Lấy gì chứ ông chủ Khâu? Ông đừng đùa nữa có được không? Cậu hiểu chứ? Không hiểu. Đưa gậy kim cương cho tôi. Chúng ta đã từng đến đây. Yêu biệt ly. Lúc nãy không chú ý đến. Cái này cũng là do Hòa Thượng Biện Cơ giết à? Không biết nữa. Nhưng nó được giết lên sau đó. Là ai giết vậy nhỉ? Khi nào chứ? Vì sao? Mỗi một số trấn mộ là một cơ quan có thể dùng con người đến chỗ chết, là do sợ người khác trộm mộ ư? Tôi nghi ngờ. Cậu nghi ngờ cái quái gì? Cậu có tư cách gì mà nghi ngờ? Lo làm khắc chữ đóng mộc của cậu đi. Tôi nghi ngờ đây là mộ mà Biện Cơ xây cho Cao Dương công chúa. Khi công chúa Cao Dương chết, ông ta đã bị trảm một năm rồi. Mình đang nói chuyện với cậu đấy. Mình cũng đang nói đây, cậu đừng có xen vào. Cậu Xuân An, câm miệng. Biện Cơ tinh thông phạn văn, Đại Đường Tây Du Ký là do ông ta chấp bút. Ông ấy học được một kỹ năng cổ quái ở Tây Vực. Ở thời cổ đại, nếu có người một đời tu luyện nó, tôi cho rằng nó rất có khả năng tồn tại. Có lẽ ông ấy bị trảm nhưng không chết. Cũng có lẽ ngôi mộ này vẫn là do phò mã xây dựng, nhưng ông ấy đã sử dụng thủ đoạn nào đó để vào trong ngôi mộ cài đặt những cơ quan đó, nhưng không phải là vì phòng kẻ trộm mà là vì phục thù. Tôi có xem một quyển sách, trên đó nói công chúa Cao Dương không phải chết do bệnh, mà là do phò mã hận nàng ấy có tư tình với người khác, khiến ông ấy không còn mặt mũi, nên đã lén hạ độc giết chết nàng, hoàn toàn hợp lý. Biện Cơ không chết, ông ta biết công chúa đã chết thế nào. Nhất định ông ấy đã nghĩ cách giết phò mã trả thù cho công chúa. Nhìn ở đây xem, mộ thất này dựa theo tập tục, trước khi mộ bị phong kín, phò mã sẽ đến đây đưa tiễn công chúa lần cuối, là cơ hội phục thù của Biện Cơ. Đây chính là ông ấy. Không đúng. Trên lịch sử, phò mã còn sống đến vài năm. Tôi không biết.
Nhưng tôi khẳng định, nhất định là Biện Cơ lòng đầy thù hận, cho nên chúng ta mới nhìn thấy nhiều bức họa ông ta bị trảm và bị xiềng xích như vậy. Điều này nói rõ, ông ấy không thể quên được việc mình bị trảm. Vì vậy ông ấy viết lên tường sáu nỗi khổ của con người, đại diện nỗi đau của ông ta. Không phải anh nói đó là sáu nỗi khổ của Hòa Thượng Biện Cơ sao? Đúng. Thật khiến người ta cảm động. Khổ nhục thân, tham vọng dục, đố kỵ, thù hận, yêu biệt ly, oán hận, căm ghét, cầu bất đạt. Trong đây có bao nhiêu điều là cảm ngộ của chính ông ấy? Vì sao chứ? Vì sao chứ? Đây chính là xác của Biện Cơ. Quả nhiên là ông ấy ẩn mình bên trong lăng mộ, vẽ nên câu chuyện của mình và công chúa. Độc cư thanh lãnh quật, tâm hành vô tịch tông. Đây có khi nào là lời biện bạch của ông ấy không? Ông ấy biết hành thích phò mã ắt sẽ gây nên chuyện kinh thiên động địa. Vậy nên ông ấy vẽ những bức họa này là vì muốn trả lại cho công chúa sự thanh bạch. Ông ấy muốn nói cho người sau, ông ấy và công chúa là vô tội. Ông ấy bị trảm là do bị người khác vu oan, là kỳ oan thiên cổ. Nhưng vẽ đến đây, ông ấy đột nhiên ý thức được, thật ra từ lâu họ đã yêu thương nhau. Ông ấy cảm thấy bản thân mình không hề vô tội như vậy. Ông ấy không muốn tiếp tục sống nữa. Từ bỏ. Từ bỏ. Hóa ra, trên đời đúng thật là có tình yêu như vậy. Chỉ chết mới có thể ở bên nhau. Chẳng trách ông ấy lại giết yêu biệt ly. Đây là cảnh giới đau khổ nhất của đời người. Hai người xem tôi là không khí à? Không ngờ cậu lại là người như vậy, Xuân An. Anh nghĩ đi đâu vậy? Cố Diệp không phải là bạn tốt nhất của anh sao? Cậu ta xứng sao? Xuân An. Xuân An. Tôi luôn xem cậu là bạn tốt nhất, giống như người thân vậy. Xuân An. Xuân An. Căm ghét. Nếu còn không ngoan ngoãn, ta đánh. Nhanh lên. Ngồi xuống. Cô sao rồi? Tôi không sao, còn anh? Hắn vào rồi, đã kích hoạt máy quay giám sát. Có điều không biết bây giờ đang ở đâu. Hắn sẽ quay lại nơi này. Hắn sẽ quay lại. Mày đến chưa? Mày đến chưa? Tao biết mày đến rồi. Mày ra đây. Mày ra đây để ta nhìn thấy mày. 20 năm nay,
Ngày nào tao cũng nhớ đến mày. Ngày nào tao cũng nhớ đến mày. Ai cho anh trộm đồ vậy? Chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi mà. Anh đừng như vậy. Anh... Không ngờ tao vẫn còn sống chứ gì. Mạng tao lớn, tao không chết được. Chỉ có mày trốn chui trốn nhủi như chuột, sống có vui không? Mày ra đây, mày ra đây để tao nhìn mày xem rốt cuộc mày ở đâu chứ. Chuyện gì vậy? Động vào tín hiệu không phải người này, không phải hắn. Hắn vẫn chưa đến. Sao hắn có thể chưa đến chứ? Không thể nào. Tôi muốn rời khỏi nơi này. Tôi không muốn ở lại đây một phút nào cả. Câm miệng. Nếu cô còn làm ồn, ta sẽ giết chết cô. Bố. Thả họ ra đi. Tôi sẽ nói ông biết làm thế nào để dùng chùy kim cương. Sao cậu biết? Đương nhiên là tôi biết. Mày nói bậy. Sao mày có thể biết được? Hắn đổi tên đổi họ, đến nghề nghiệp cũng đổi. Hắn không thể nào nói ngươi biết. Ngươi không thể nào biết được. Ông ấy không nói tôi biết, nhưng ông ấy viết nhật ký, tôi đã xem hết rồi. Ông chủ Khư biết mà, đúng không? Ông thả người đi đã. Mày nói, nếu mày dám giở trò, tao sẽ giết mày ngay lập tức. Chờ đã. Bố. Tôi đến rồi. Bây giờ đã già như thế này rồi, sống không bằng chết, nên già nhanh. Năm xưa tôi cứ tưởng đã giết chết anh rồi. Tôi đã hối hận. Tôi rất lo sợ, không dám quay trở lại nơi này. Từ đó từ bỏ nghề khảo cổ, mai danh ẩn tích 20 năm nay. Người giả tạo. Nếu ngươi thấy hổ thẹn trong lòng, vì sao bây giờ ngươi vẫn còn sống? Chết rất dễ, sống mới khó. Ta thà là ngươi chết. Con trai tôi vô tội. Tôi muốn nó sống sót ra ngoài. Hai cha con mày chết hết cũng không thể rửa mối hận trong lòng tao. Tôi có thể trao đổi với anh. Mày có tư cách gì để trao đổi với tao? Nhìn thấy chưa? Có biết có nghĩa là gì không? Cầu bất đạt. Anh cho rằng có được chùy kim cương thì có thể mở được cửa mộ. Nhưng anh biết dùng thế nào sao? Xoay phải hay xoay trái? Xoay không đúng, cơ quan sẽ khóa lại, mãi mãi cũng không mở ra được. Ông biết mở. 20 năm trước, tôi chủ trương đào ngôi mộ này. Kinh phí dùng hết, mới phát hiện hóa ra làm nhầm chỗ. Trường xử phạt tôi, tôi không phục. Hấp tấp muốn chứng minh mình. Vì vậy mới mướn anh thay tôi đào mộ. Không ngờ là anh thấy lợi quên nghĩa. Đó là do bản thân mày ngốc. Tao chính là kẻ trộm mộ. Thứ tao nhắm đến không phải là số tiền ít ỏi của mày. Mỗi một thứ ở đây đều đáng giá, đều đáng tiền hơn cả. Cho nên anh bất nhân với tôi trước.
Dựa vào cái gì mà trả thù tôi? Tao cứ phải trả thù mày, tao phải giết chết mày và con trai của mày. Chờ đã. Bố, con muốn nghe bí mật của ông ta. Thù hận có ích sao? Trả thù chỉ là sự vui sướng trong chốc lát, nhưng có tiền rồi thì sẽ vui vẻ cả đời. Ngày tháng của con còn dài, con cần tiền. Các con mau đi đi, thuận theo đường này nhanh chóng rời khỏi đây, đi mau. Còn không đi, ta sẽ hối hận đấy, đi. Mấy năm nay, bố con phải vác gánh nặng này trên vai, sống trong dằn vặt, không chăm sóc tốt cho con. Con đừng trách bố, đi đi. Không phải tao ở đây để nghe bố con mày phụ tử tình thâm bố, con chỉ muốn những thứ bên trong mộ. Đợi lấy được đồ, chúng ta sẽ đi thật xa, đến nơi không ai tìm ra chúng ta. Bố, con bằng lòng đi cùng bố. Thằng nhóc thối này, con mở cửa mộ. Mau đi đi, bỏ tao ra. Đây mới chính là mộ thất thật sự, mộ thất mà Biện Cơ đích thân xây nên. Tôi không dám chắc không khí bên trong có độc hay không, nhưng vẫn nên đốt một ngọn đuốc để an toàn hơn. Bên trong có cơ quan bẫy nào không? Mày muốn gạt tao vào trong, tôi cũng sẽ vào. Nửa đời này tôi đã nghiên cứu công chúa Cao Dương, cũng không thể không đến nhìn nàng một lần. Nơi này 1000 năm nay chưa từng bị ai đến làm phiền. Chỉ hai chúng ta vào thôi. Được. Bố, con cũng vào. Cút. Tao không có đứa con như mày. Bố, bố, đóng cửa. Mau ra đây. Bố. Bố. Mở cửa ra, bố. Sao vậy? Sao cái cửa này lại đóng lại chứ? Mau mở nó ra đi, mau lên. Bố. Tôi biết bố muốn làm gì. Tôi cũng biết vì sao bố đốt ngọn đuốc đó. Tôi biết những thứ phát sát đó là gì. Lúc nãy cậu nói là có ý gì? Những thứ đó là trùng ngọc. Sau khi trùng ngọc tan chảy, nó sẽ phát huy độc khí, cũng là cách thức giết những kẻ trộm mộ. Sao vậy? Mày không phấn khích sao? Rất phấn khích. Được nhìn thấy đời đường mà 20 năm nay luôn mơ đến, có chết cũng mãn nguyện. Đó là mày. Tao không muốn chết. 20 năm trước mày từng một lần giết tao ở đây, quay về từ quỷ môn quan. Suốt một tháng trời, tao sống ở nơi tăm tối này, bò đến bò lui.
Nhờ ăn chuột, ăn rắn, ăn côn trùng mới có thể sống lại. Mày có nghĩ đến cái cảm giác này chưa? Không phải anh vì muốn giết tôi, trả thù tôi sao? Anh tiêu hao tâm trí, gạt con trai tôi và bạn học của nó. Không đơn giản chỉ là vì muốn giết tôi, mà là vì cả lăng mộ này. Tôi không nói sai chứ? Con trai anh cũng bị anh gạt, đúng chứ? Mày thông minh hơn khi còn trẻ nhiều. Không sai, tao thừa nhận. 20 năm nay không biết bao nhiêu lần tao đã cố chui vào đây. Nơi này là địa bàn của tao, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai được tranh giành. Tao biết bên trong này vẫn còn một cánh cửa, chỉ có mày mới có thể mở nó ra. Nếu anh chỉ vì muốn giết tôi để trả thù, tôi còn có thể tha thứ cho anh. Đúng là tao muốn giết mày, bố. 20 năm nay, bố liên tục áy náy vì đã giết ông ta. Bây giờ ông ta vẫn chưa chết. Bố cũng nên tháo bỏ gánh nặng đó xuống, bố. Mày thật sự cho rằng Mai Danh ẩn tích là có thể trốn được tao? Kể từ lúc tao có được tấm ảnh chùy kim cương, tao đã theo dõi mày. Tao biết mày chưa hết lưu luyến với ngôi mộ này. Tao biết trong tay mày có thứ mà tao không biết. Vì vậy tao đã luôn chờ. Vì lăng mộ này, mất một con mắt, mất một nửa tính mạng. Vì vậy tao phải dựa vào nó để đòi lại. Bố nói bố đã không nuôi dưỡng con tốt. Bây giờ bắt đầu cũng không muộn. Bố không đi, con cũng không đi. Con muốn chết cùng bố. Con nói được làm được. Đó không phải là ngọc, là một loại trùng độc, không có giá trị gì cả. Tao tin được mày ư? Bố, chúng ta phải tiếp tục sống tiếp. Anh nóng vội thì có gì, xem có cách nào mở cửa hay không đi. Chờ đã, hơn 1000 năm rồi, vậy mà nó vẫn được giữ hoàn chỉnh đẹp đẽ như vậy, anh không thấy đáng sợ sao? Trước khi ông đây đi trộm mộ và đốt nhang bái quỷ rồi, bọn họ có gì đáng sợ đâu chứ? Chỉ có tiền mới là thật. Vậy thì tốt. Tôi sẽ không hối hận nữa. Tôi hiểu rồi. Giây phút cuối cùng Biện Cơ đã từ bỏ rồi. Ông ấy không trả thù nữa, cho nên... Đúng, nhất định là như vậy. Từ bỏ. Bố, cuối cùng Biện Cơ cũng từ bỏ việc thích khách phò mã rồi. Ông ấy đã từ bỏ rồi. Tại sao chúng ta không thể từ bỏ chứ? Mau nhìn xem, cửa mở rồi. Bố, bố. Người họ Khưu đó đã chết. Chết vì tham lam. Trung Dương bị thương nặng ở đầu, nghỉ học một năm, bây giờ chưa tốt nghiệp. Cũng là vì tham lam. Ông chủ Khưu và cô Bào sợ tội nên đã chạy trốn. Rốt cuộc cả hai đều xa lưới. Tiền Ất và Tạ Xuân An vẫn ổn. Lên lớp viết luận văn, chuẩn bị tốt nghiệp như thường. Điều đáng mừng là bố tôi không còn bán hàng rong nữa. Ông theo lại nghề cũ, lấy lại tuổi thanh xuân. Không còn thời gian nấu cơm cho tôi ăn.
Công chúa Cao Dương rốt cuộc là người như thế nào? Tôi không hề vì chuyến thám hiểm này mà hiểu nàng hơn. Ngược lại, nàng càng trở nên xa xăm hơn, huyền bí hơn. Ngôi mộ đó vẫn còn có thể mở được chứ, bố tôi nói. Chờ khí độc trong mộ ngưng kết lại, ông ấy sẽ xin khai quật nó. Hình như anh không được vui lắm. Trước đây, công chúa Cao Dương là bí mật của riêng tôi. Nhưng một khi được khai quật, quá tàn nhẫn, quá khiến người ta đau lòng. Nàng ấy đã chết hơn 1000 năm rồi. Anh làm giống như thất tình thật vậy. Có nhất thiết phải vậy không?